Wow. Đang mắc dây nên là chưa phát huy hết công lực. Wow. Ngọn gắt lắm anh em ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình đi theo đi Nam Minh để dạng giới thiệu sản phẩm anh em cùng xem sản phẩm. Con này của ai nhỉ? Con này mấy mét nhỉ? Được khoảng tầm 4 mét đấy. Con này là còi, phải còi anh nhỉ? Đúng còi hết nhỉ? Còi bao bên nào? Còi còi ta. Batman anh em nhé, Batman đỏ trắng, cái bộ sáo mà thiết kế tết anh em, rộng trong cái kiểu phun cầm quạt thời tiết anh em, kiểu này khá lâu. À, tiếp theo mà ở đây anh em đứng đây xem. Con này phải rơi khoảng tầm 6 mét. Mắt cú anh em nhé. Anh em bây giờ đây để theo một quả tháo đôi. Đấy, từng tìm vẹn thạch. Với ú u là ống tre nhé. Mai. À, ống này là ống gì anh nhỉ? Ống này ngứa. Ngứa này, to không? Tiền luôn. Trên trời giờ hiện tại rất chi là nhiều diều anh em ạ. Cái này mình xem cái cây của mình để đâu thì không. Ừ, anh em ạ. Rơi khoảng tầm 110 anh em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy đấy cái đấy cái đấy. Đấy chạy chỉ. Chất chi là chạy mét đây anh em ạ. Quét xong chất chi là sạch sẽ. Đây, anh em tự xem từ quả một nhé. Con này cũng có con vài lít nhỉ anh em nhé. Chanh đồng quê. Con liền luôn. Liền này con liền. Hai con liền đều in nhỉ. Đây là buổi ra mắt thành lập hội diều sáo Bình. Con này tự làm. Thì con này với con này là giống nhau đấy. Bộ này bộ gì nhỉ? Hoa ớt. Hoa ớt mà. Hoa ớt con này dài đấy. Bách áo à? Bách áo. Áo anh. Một cưa. Thế chứ hoa ớt thì nhiều khi con ngọn này to này nó thấy nghi nghi rồi này. Nó dài hơn. Lấy dáng chắc là định lên thêm hai con nữa nào. Nên được, hoàn nên nên được nhập sao con nữa. Nếu mà lên to chứng quả thì hoàn cũng chưa ngắn được lắm đâu. Có nghĩa là con này cái đôi giống nhau. Chanh đồng quê. Chanh đồng quê. Ôi à. Con này đê bao nhiêu nhỉ? 68. Đê 68. Con nhà em đê 69 thì có 4 nặng rưỡi rồi. Nhẹ lắm, có ông Thái làm. Chơi nó quấn. Chanh quê à? Chanh quê à? Bố đôi chức kì. Không đi. Chú đi một đống. Con này cũng con này nhà quá. Ui giời. Đông quá thả này. Vớt. Này mình mang lên diều mình cho bé mang lên con mét 6 phóng. Bánh đứt dây ra này. Rồi tiếp theo đây anh em ơi. Anh em chờ sự cái nhá. Nhìn sao trên này toàn tranh đồng quê thôi anh em ạ. Chưa cá nha mọi người. Bộ cưa nhá. Cưa. Cưa ở đây bao nhiêu em ơi? Đó. Cưa bao nhiêu? 40.
người. Rất đẹp anh. Tiếp theo thì kiếm quả siêu phẩm. Đây cái này cầm 6 mét đấy nhỉ. Ăn cái gì đây? Đây là hoa quả à? Đúng hoa quả nhỉ. Không hoa quả như hoa đàn thế nào? Hoa đen. Hoa quả, hoa quả. Hoa quả con này ngắn hơn không hoa quả? Đi lại cuốn này. Lại cuốn. Này cô xem nhá, mù mũ cối. Siêu mũ cối. Đây, tổng mét. Tổng mét anh. Tổng mét cho anh. Giống nhau nhỉ, mấy con bạn đi nhỉ. Đáo đi bao nhiêu nhỉ? D80. D80. 2, 4, 6, 8, 13. 13 quả anh em nhá. Đấy, nếu mà có thả thì anh em đi được một con bộ lắm. Đi được thả lắm. Đây là sau khi nó chỉ ra. Chẳng cộng 3 anh em ơi. Cộng 3 anh em ơi. Hoa phượng. Hoa phượng con này lấy miếng 2 ca nhỉ? Con này 5. Có bán không anh? Bán. Bán bao nhiêu nhỉ? Giá là mua mới. Úi giời anh giá thế là nhiều. Như mua mới này. Thế thì em bán là mua mới, mua được, mua được thôi. Con này mua để chơi nha, phải mua để cộng 3 anh em nhá. Con này D bao nhiêu anh? Con này D93. D93 ạ. Cộng này cộng hòa đấy nha. Cộng hòa. Nghe đêm thì cứ gõ có ù bù cả hai lắm. Nghe còng đêm này đúng là nghe như kiểu mua đô thôi. Xương cá nhìn rất đẹp. Đúng rồi, tiếp theo. Mèo nào khỏe tay cầm dây ổ con 50 con. Con về nhầm nhá. Eo vì hoa đàn thế nhầm ạ. Bò đá bên này. Quạt ở trên không? Chuyển đến vải rồi ta nhầm nhá. Anh đến bà đấy đi đâu. Em theo kia là thì này quấn được nét này. Đề nghị lần sau quấn bộ nét hơn nhá. Em tự quấn lần đầu làm. Tự quấn nhưng mà nhỏ keo và nhỏ mấy lớp vào thì nó mới đẹp được. Lần đầu làm trên đấy nào. Thôi mình hạ hàng mình chưa làm ra không. Còn bò nhá, phấn chỉ thì âm bao chắc luôn. Âm bố rồi ôi. Anh em là một a đấy. Kêu bộ này cái có số điện thoại anh em ạ. Ồ ồ ai. Lại ra kia xem cái quay. Hai ba quả anh em nhá. LB bò. Anh em tiếp theo ra chiêm nghiệm hai con in. Rất nhiều thương phẩm với nhau. Nhiều nhỉ? Nhiều nguyên tiệm à? Úc nhiều sáu đẹp hàng. Hôm nay có ở đây không? Đây nhiều con nhiệm đẹp hàng. Cái nối đam mê. Hiện tại đang hỏng khóa đuôi nhỉ? Cóm này thôi lên. Con này Phúc Lê thì anh em có quen thuộc. Con này theo anh Phúc Lê chia sẻ là con này 4 mét thôi. Dạng có phân 3 thôi. Ờ, lên nào mang ra ngoài này kỷ niệm luôn à? Không, hôm trước là mang đi thả rồi để ngoài này luôn. Ờ, mang thì... Nhưng mà ông anh ấy về không cầm về nhỉ? Ra tiếp theo. À đây rồi, lại gặp nhà diều chủ cũ. Cũ bẹ anh em nhá. Diều em ạ. Cho em phần review vậy. Review. Còi, còi anh em, còi 7 chiếc. Còi gì? Cũ này chuông. Còi hay chuông? Chuông. Diều em ạ. À? Mang hai con xuống. Không thả đi. Chuông anh em ạ, xin lỗi anh em. Bộ này bộ chuông.
Vẹn. Con này 2 cân mấy? 25. Ú rồi. Sang đây có con diều quá quen thuộc ở trên video của anh em, nó quá rồi. Con này lại đồng quê tiếp. Có khẩu cầu mà. Diều. Diều này của anh biết đồng lên. Áo của anh ấy càng. Con này anh em đi xem nhỉ. Cầu vàng. Chuông đậu. Đậu. Trên trời bây giờ hiện tại rất chi là diều. Diều diều anh em ơi. Cổng quả đơn này là D130 không nhỉ? Xa xa là một con bò. Ủa anh em đâu đây? Anh em hỗ trợ, hai người thả được mà. Hai người gì? Cái hai đội kia chứ không biết là làm ở chỗ nào. Đúng rồi, thả chỉ cần hai người. Hai người cầm hai bên tung thế thôi. Người cầm hai thằng con bé một cái này hắn đâm rìa 42 được kì, vẫn gì đâu. Thì là hai thằng con bằng cái này. Sao lại thả được? Sáng này giống sáo của Hiến nào. Con này chơi thế này đúc cái loại này. Giống pháo của Hiến nhỉ? À, diều may dính giá hết anh em ạ. Thằng đét luôn. Đồ 150. Bộ một tiền rất chi là tốt. Lái rất chi là căng, không có điểm gỡ trùng. Ở xa kia đang có con trâu, trâu đang bị ngã nhỉ, gò sáo lỏng. Trên trời rất chi là nhiều. Anh Hải ơi, gọi quân lâm đây. Xa kia đang có một con xương cá anh em nhé. Biết bộ gì điều tre anh em, hơi khoảng tầm 4 mét, chuông chuông anh em, 4 mét chuông. Ui ôi, trên trời rất chi là nhiều nhỉ, toàn điều bánh này tôi ăn nhiều nhỉ. Đây 150. Nhìn mua quá chi là uy tín luôn. Mua đây nó gọi là mua gì nhỉ? Mua lồi nhỉ. Đang chờ người cầm dây để thả anh em nhé. Bò hàng kêu máy bay phản ứng. Con này đây bao nhiêu anh nhỉ? Con này 150. 150 anh em. Mu này nó gọi là mu lồi. Mu lồi anh em, siêu lồi luôn đấy. Anh em nhìn có mu. Hơi tốn gỗ tí. Ống nhưng mà tiện rất chi là đẹp. Điều anh đoạn trùng lên anh em nhé. Sáng ngày đấy kêu được. Anh có thả luôn không nhỉ? Thả luôn đấy. Thả luôn. Ba đi.
À mày ăn mới cứng luôn anh em. Đầu ngày thả thì quá là tuyệt vời rồi. Mấy cầm anh đi đây đấy. Quả pháo đơn đã lên này anh em nhé. Úm 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 kêu cũng nổi to lắm. Bay nha mà. Úm úm quá. Chết người. Chưa được mà mấy ông trên kia đã kéo rồi. Úi. Đã ùm 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 rồi. Nghe này mới phê nhầm. Vẻ dối dội cả này. Vẻ quá. Ôi này đứng này mà nhặt điều mà. Quên mất con bảo các anh cho nèo chết chết nhưng tí là dễ thả. Gió chưa về. Gió hiện tại tầm trưa gần về chiều rất chi là bồng bềnh, đã tầm 4 giờ rồi đó. Đều rồi. Tiếp theo anh em Batman cũng bộ gì ta xa kia cũng không biết được. Anh có biết bộ ngoài kia đâm vào bộ gì không? Ngoài 110 được khoảng tầm tới mười mấy quả anh nhỉ? Batman 6m. Batman 6m. Ngoài đàn 110 19 quả. Chuẩn bị cất cánh nhau. Đang đợi kéo dây căng ở tháng. Lắc cánh còn vừa bay sáo đơn dây 156m NV và sáo kêu rất chi là hay. Sáo đơn gọi đơn này như gấp ngay cũng không nên được. Cái nào có thể nối tiếp chương trình như thế nào con diều xương cá nhé. Bây giờ mình ra khỏi trụ diều xem con này mấy mét đây. Cũng bộ này nhìn cũng nhiều ngọn phết anh em ạ. Anh cho em hỏi là bộ này của anh là pháo gì đây ạ? À? Bò đây 70, con này mấy mét đây anh? Con này 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi bò 70 anh em ạ. Xương cá nhé, phải díp hết. Anh em cùng ngắm qua bò. Bò nhé. Bò đây bao nhiêu nhỉ? Bò đây 70. 70, 10 mười mấy quả anh? 19. 19 quả anh em nhé. Anh con quả sáu đơn này kêu quá nhỉ? Sáu đơn kêu được anh. Mù nó ăn. Hẹ mù đấy, phê mà. Vâng, gần đây để em vén đi qua.
Đó, anh em cùng ngóng chờ siêu phẩm. Bò à? Đang mắc dây nên là chưa phát huy hết công lực. Ngọn gắt lắm anh em ạ. Ôi khéo 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 vào con kia rồi. Không vào đâu. Không vào. Này gió đẹp quá anh em ạ. Hôm trước bên mình có giao lưu nhưng mà gió có đẹp như thế này. Cũng có nhưng mà không đủ cho diều lên anh em ạ. Gió rất yếu nên là không nghe được tiếng sáo anh em nhé. Nếu để chiều nó to cho tôi gầm hết công suất rồi. Bò đang chập chừng lắm anh em. Đang quặng ở con bát mai nhưng mà 6 mét chèo sáo rồi. Ôi dễ toàn sáo lắm anh em ạ. Đang bị chèo sáo rồi. 3 con từ giờ nếu ông chạy là 3 con quặng nhau luôn. Ôi. Rồi ra rồi anh em ạ. Nhưng mà sáo lại chết. Đã hạ xuống.